Hello, xin chào cô chú anh chị. Bạn đến buổi gần ngày hôm nay nha. Hôm nay em có nhật bộ mẹ con anh gút siêu cọp chú anh chị. Bộ mẹ con anh gút siêu cọp ôm được ba bê nha. Con được ba bê được 2 tháng rưỡi rồi chú anh chị. Được này rất là ú, rất là mè bò nha. Đây, được ba bê nha, ba bê bông nha. Con mẹ đây, con mẹ để lấy này lý thứ hai chú anh chị. Này. Mẹ mặt rất là đẹp luôn. Lông dài những mức của chú anh chị ơi. Con này. Con rất là ú, rất là mè nha. Con là con được ba bê nha. Chân này, rất là to luôn nha. Đây. Bộ mẹ con là có mức giá là 27 triệu 500 nha, 27 triệu 500 là giá tại chuồng của chúng chị, không có ship nha. Đây. Con này, được cô bê được 2 tháng rưỡi nha, rất là ủ nha. Con mẹ đây. Con mẹ sao chân khui em đo là 1m3 của chúng chị, 1m3 nha. Chân móng nè, chân móng là hoàn thiện nha, không có xe, không xuống uống những vụ gì hết nha. Bò này là bao tật lỗi của chúng chị. Lông da thì rất là nhuyễn của chúng chị đây. Rất là tốt luôn nha. Bò này không có viêm da nổi cục, không có xuống gúm gì hết nha. Bò này là em bao tật lỗi nha. Thì bò cái đẻ rồi em bảo hành của chú anh chị mà trong vòng 3 tháng nha. 3 tháng nó chặt rồi lú gì thì em chở bò về nha. Thì tiền sẽ hoàn là đầy đủ cho chú anh chị mình nha. Con mẹ này rất là tốt luôn nha. Chân rất là to luôn nha. Đúng rồi. Đúng nè. Bộ vú rất là tốt luôn. Chân móng đồ hoàn thiện hết nha. Bò này là không có ốp xe, không xuống cúng gì hết nha. Bò này là em bao tật lỗi của chú anh chị. Bộ bò có mức giá là 27 triệu 500, 27 triệu 500 là giá tại chuồng nha. Ôm cũng được 3B nha. Mua được 2 tháng rưỡi rồi nha. Được nè. Chân sóc rất là to luôn nha. Rất là to luôn nha. Bộ mẹ anh quýt siêu cọp nha. Thì cái dòng này thì cô chú đã biết rồi nha, nó sinh sản nó rất là mát sữa luôn quý anh chị. Một con có thể nuôi được 2-3 con luôn nha, rất là tốt nha. Con mẹ này. Con mẹ sao chân khu em đo là 1m3 quý anh chị, 1m3 nha. Con nó ú lực thì khỏi nói luôn nha, rất là mè bò nha. Da thì dai đôi luôn nha. Bộ mọi con có giấy là 27 triệu. Rồi nãy giờ cũng như đã cập nhật thông tin với hình ảnh của cái bộ mẹ con này rồi. Nếu cô chú anh chị nào cảm thấy thích mua về để làm giống thì alo nha, số điện thoại của em để trên màn hình. Đến đây thì em kết thúc luôn tại đây nha. Em xin chào.